Không khó để thấy Hiền Hồ đã thăng hạng nhan sắc nhờ những biện pháp thẩm mỹ này. Hiền Hồ đang là cái tên hot hòn hòt nhất thời điểm hiện nay, cô liên tục bị réo gọi trên mạng xã hội vì lùm xùm tình cảm. Mới đây nhất, giọng ca Rồi Người Thương Cũng Hóa Người Dân bị netizen tóm sống hình ảnh thân thiết tình tứ bên đại gia U60. Là cái tên được quan tâm nhất hiện nay nên mọi động thái của Hiền Hồ được đặc biệt chú ý. Những hình ảnh trong quá khứ của nữ ca sĩ cũng được chia sẻ rầm rộ trở lại. Trước khi có nhan sắc triệu người say mê như hiện tại, Hiền Hồ từng sở hữu gương mặt tròn, không có những đường nét thon gọn. Ngoài ra, chiếc mũi của nữ ca sĩ 9X cũng không cao và thẳng như bây giờ. Thời điểm đó, Hiền Hồ cũng được khen vì khuôn mặt dễ thương đáng yêu. Theo đó, qua những hình ảnh quá khứ bị netizen đào lại, Hiền Hồ từng khẳng định cô không đụng chạm dao kéo mà chỉ sử dụng một số phương pháp tiêm để khuôn mặt nhìn xinh hơn, hài hòa hơn. Đầu tiên là nghi án làm mũi, cô nàng khẳng định không dao kéo mà chỉ sử dụng phương pháp thẩm mỹ tiêm filler mà thôi. Hiền Hồ còn tiết lộ liều lượng là 0,3cc filler và chỉ tiêm ở chóp mũi cho xinh tự nhiên. Đôi mắt to tròn rõ mí của Hiền Hồ cũng bị nghi là sản phẩm của dao kéo. Tuy nhiên, cô đã lên tiếng khẳng định mình chỉ nâng cơ mí mắt chứ không cắt mí. Để có khuôn mặt xinh như búp bê, Hiền Hồ cũng tiết lộ cô có sử dụng phương pháp tiêm má baby để mặt trong bầu bỉnh đáng yêu hơn. Và không thể thiếu phương pháp làm răng sứ, Hiền Hồ chia sẻ cô chọn màu tự nhiên để răng nhìn không giả trân khi cười. Ngoài các phương pháp trên trong chu trình chăm sóc da hàng ngày, nữ ca sĩ còn sử dụng cây lăn massage giúp nâng cơ và trẻ hóa làn da. Sản phẩm này được mệnh danh là dụng cụ làm đẹp số 1 tại Nhật Bản. Tuy nhiên, có lẽ vì tham tiêm mặt khá nhiều nên có một thời gian Hiền Hồ lộ khuôn mặt đơ cứng, không chỉ mũi và cằm nhìn bất thường mà ngay cả phần miệng cũng gượng gạo khi cười. Đỉnh điểm là trong sự kiện thời trang hồi tháng 12 năm 2021, Hiền Hồ xuất hiện với mái tóc vĩnh lạ mắt và khuôn mặt đơ cứng như tượng sáp. Đúng là mắt to rõ mí, mũi chuẩn dọc dừa thẳng tắp và đôi môi căng mọng gợi cảm, nhưng tổng hòa lại thì khuôn mặt đúng là không ăn nhập tẹo nào. Bên cạnh sự thăng hạng về nhan sắc, Hiền Hồ còn được đánh giá cao vì gu thời trang ngày càng nóng bỏng và quyến rũ. Giọng ca 9X liên tục diện trang phục hở bạo, khoe đường cong hot hòn hòt khác hẳn với quá khứ. Được khán giả biết đến sau khi tham gia chương trình The Voice 2017, cho đến nay Hiền Hồ đã có 4 năm hoạt động tại thị trường nhạc Việt. Đây là khoảng thời gian không phải quá dài, nhưng nữ ca sĩ đã có cho mình nhiều thành tích nổi bật cùng các bạn hit được giới trẻ yêu mến. Hiền Hồ được ví như một nàng búp bê với mái tóc ngắn, đôi mắt to tròn trong veo cùng khuôn mặt dễ thương, sở hữu giọng hát cao vút đầy mạnh mẽ và giàu cảm xúc. Tại lễ trao giải âm nhạc do Zing Music Award tổ chức, Hiền Hồ đã xuất sắc nhận được giải nghệ sĩ mới của năm. Trước khi trở thành á quân cuộc thi giọng hát Việt 2018 và là chủ nhân của nhiều bài hit được giới trẻ biết đến, ca sĩ Hiền Hồ đã khiến cả 4 vị giám khảo tranh giành nhau vì màn trình diễn quá ấn tượng của cô với ca khúc Mashup, hai bài hát Lặng Thầm Một Tình Yêu và Wrecking Ball. Ca sĩ Hiền Hồ từng tham dự chương trình Nhân Tố Bí Ẩn và Tiếng Hát Truyền Hình. Bước đầu thành công trên con đường âm nhạc mà mình ao ước đã mở ra cho Hiền Hồ nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp. Đối diện với những tháng ngày ấy, nữ ca sĩ đã tự phấn đấu, tự đối mặt với bao khó khăn khi không có người thân bên cạnh. Trải qua nhiều gian nan, đến ngày nay cô đã nhận được thành công khi các sản phẩm của mình được nhiều người đón nhận, trở nên phổ biến trong giới trẻ và là ca khúc quen thuộc tại nhiều quán cà phê như Em Này Xưa Khác Rồi, Rồi Người Thương Cũng Hóa Người Dân, Gặp Nhưng Không Ở Lại.